Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga biến Kharkov thành vùng đệm an ninh, Ukraina khẩn cấp điều viện binh. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraina cho biết lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraina, gần thị trấn biên giới Vopchanh vào sáng sớm ngày 10 tháng 5. Đây được cho là một phần trong kế hoạch của Moscow nhằm lập vùng đẹp an ninh cho vùng biên giới. Cuộc tấn công mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, giao tranh ở các khu vực biên giới của Kharkov vẫn tiếp tục và Kiev cử thêm lực lượng tiếp viện. Vào khoảng 5 giờ sáng, đối phương cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng ta bằng một cuộc tấn công có sự yểm trợ của xe bọc thép Đến nay, các cuộc tấn công này đã bị đẩy lùi, nhưng các trận chiến với cường độ khác nhau vẫn tiếp tục, Bộ Quốc phòng Ukraine nói. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine giấu tên cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu 1 km vào bên trong biên giới Ukraine ở Kharkov và đang nhắm tới việc đẩy các lực lượng Ukraine lùi sâu tới 10 km. Kiev đang ra sức cầm chân họ. Quân Nga đã tăng cường tấn công vào mặt trận phía Bắc, trước hết đối phương tấn công thị trấn tranh Các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường trên không. MLRS và pháo binh tiếp tục suốt đêm. đã có những nỗ lực vượt biên không thành công của các nhóm phá hoại. Oleksiy Hubov, người đứng đầu chính quyền quân sự Kharkov cho hay. Nga giành quyền kiểm soát Kharkov ngay từ những ngày đầu chiến dịch quân sự. Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi hầu hết khu vực này vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên gần đây, Moscow bắt đầu tăng cường tấn công trở lại Kharkov trong một nỗ lực nhằm biến Kharkov thành vùng đệm an ninh cho các vùng biên giới Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây từng nói rằng Kharkov đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thiết lập các vùng phi quân sự như một cách để đẩy giao tranh càng xa biên giới Nga càng tốt. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, mục tiêu của ông Putin là đưa lãnh thổ nước Nga ra khỏi tầm bắn của vũ khí Ukraine và các hệ thống tầm xa được các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev. Vũ khí có tầm bắn xa nhất mà phương Tây chuyển cho Ukraine hiện nay là tên lửa Storm Shadow và hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội Atak MS với tầm bắn lên tới 300 km. Kharkov là một trong những thành phố mà ông Putin đưa vào danh sách các khu vực phi quân sự giả định này. ISVK cho rằng, để lập một vùng đệm an ninh sâu 15 km và rộng hàng trăm km, Nga sẽ phải mở một chiến dịch quy mô lớn đòi hỏi lực lượng lớn hơn, được trang bị tốt hơn so với lực lượng triển khai ở biên giới với Ukraine hiện nay. Tổng thống Ukraine nhiều trận đánh ác liệt đang diễn ra dọc toàn bộ tiền tuyến Kharkov. Nga đã phát động làn sóng phản công mới ở hướng Kharkov. Quân đội Ukraine đã điều động các lữ đoàn và pháo binh đối phó. Nhiều trận giao tranh dữ dội đang diễn ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev hôm 10 tháng 5. Sau cuộc gặp với tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky, ông Zelensky nói rằng các trận đánh ác liệt đang diễn ra dọc toàn bộ tiền tuyến và khẳng định Kiev sẽ phản ứng quyết liệt. Chúng ta sẽ hủy diệt đối phương đến mức họ phải từ bỏ mọi ý định tiến công. Tổng thống Ukraine cho hay. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tối ngày 10 tháng 5 nói rằng Nga đã tích lũy binh lực ở phía bắc Kharkov, tại khu vực gần các tỉnh biên giới của Ukraine gồm Sumy và Chernihiv. Lực lượng Ukraine đang cố giành lại ba ngôi làng gần biên giới gồm Stilecha, Pina và Borisivka, cũng như phản công về hướng làng Lipsi và thành phố Vopchanh các quan chức cấp cao Ukraine nhiều lần khẳng định Nga không đủ nguồn lực để mở chiến dịch tiến công nhằm kiểm soát hoàn toàn Kharkov, thành phố lớn thứ hai nước này và có dân số khoảng 1,3 triệu người. Phát ngôn viên quân đội Ukraine, Naza Volosin, nhận định mục tiêu của Moscow là buộc Kyiv rút các đơn vị khỏi mặt trận miền Đông, nơi quân đội Nga đang liên tục kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ. Nhà trắng cùng ngày nói rằng Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Ukraine để theo dõi hoạt động của quân đội Nga tại Kharkov có khả năng Nga đang dọn đường cho chiến dịch tiến công lớn hơn nhằm vào Kharkov. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, quan chức Mỹ nhận định Nga có thể tiếp tục tiến quân trong những tuần tới, nhưng khó đạt được bước đột phá quan trọng. Nguồn viện trợ của Washington sẽ giúp Kiev chống đỡ các cuộc tấn công trong năm 2024. Moscow nhiều khả năng sẽ tăng cường độ bắn phá và bổ sung thêm quân để thiết lập vùng đệm mỏng dọc biên giới Ukraine. Ông Kirby nói thêm, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Sau khi Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì Avdiivka vào tháng 2, các đơn vị tiền tuyến của Ukraine bắt đầu lo lắng về nơi tiếp theo sẽ bị Nga tấn công, trong bối cảnh phương Tây nhận định Moscow đang chuẩn bị cho chiến dịch tiến công quy mô lớn vào mùa hè. Quân đội Nga giữa tháng trước thông báo cánh quân Bắc bắt đầu tham chiến trên hướng Belgorod, giáp tỉnh Kharkov, đánh dấu sự xuất hiện của cánh quân thứ 6 trong chiến dịch tại Ukraine Giới chuyên gia nhận định tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, giáp với tỉnh Belgorod của Nga, chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moscow nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân đội và người dân nước này. Nga nêu lý do tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga cáo buộc các nước phương Tây ngày càng leo thang căng thẳng, buộc Moscow phải có hành động đáp trả. Thứ trưởng ngoại giao Nga, Seri Rakot ngày 9 tháng 5 cho biết, quyết định gần đây của Moscow về việc tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật một phần do lập trường ngày càng leo thang của một số quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, ông Rakot chỉ ra rằng học thuyết hạt nhân của Moscow vẫn không thay đổi, khi chỉ cho phép sử dụng những loại vũ khí như vậy trong trường hợp sự tồn tại của quốc gia bị đe dọa bộ quốc phòng nga đầu tuần này thông báo các cuộc tập trận hạt nhân theo lệnh của tổng thống vladimir putin và có sự tham gia của lực lượng tên lửa không quân và hải quân sẽ diễn ra trong tương lai gần theo các quan chức quân sự cuộc tập trận nhằm thể hiện sự sẵn sàng của moscow trong việc đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền vô điều kiện của quốc gia khi được hỏi liệu nga có sửa đổi chiến lược răng đe hay không ông rakos nhấn mạnh hiện nay không có thay đổi nào nhưng tình hình đang chuyển biến ông nói thêm rằng nga đang phân tích tình hình để xem học thuyết hạt nhân hiện tại có đủ để đảm bảo an ninh của nga hay không chúng tôi cảnh báo các đối thủ của mình rằng hành động leo thang của họ đương nhiên buộc chúng tôi phải thực hiện các bước để tăng cường các biện pháp răng đe một cách hiệu quả ông rakot nói thêm trước đó người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết nga đã quyết định tổ chức các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp lại tuyên bố của một số nước nato về khả năng gửi quân tới ukraine theo ông Beskot, quyết định tập trận được đưa ra sau tình huống leo thang mới và chưa từng có xung quanh cuộc xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron tuần trước tuyên bố, Kiev có quyền sử dụng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ Haken Jenfrey không loại trừ khả năng Mỹ buộc phải điều quân đến vùng chiến sự Ukraine nếu Kiev bị Nga đánh bại. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, các cuộc tranh luận ở phương Tây về khả năng triển khai quân đội NATO tới Ukraine, cũng như việc phương Tây tích cực khuyến khích Kiev sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công toàn bộ lãnh thổ Nga là lý do Moscow tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật. Nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của nước này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại độc lập chủ quyền của đất nước vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa nato tuyên bố không đưa quân tới ukraine tổng thư ký nato tuyên bố liên minh này không có kế hoạch triển khai quân tới ukraine NATO không có ý định triển khai lực lượng tới Ukraine. Khi tôi đến thăm Ukraine vào tuần trước, Ukraine đã không yêu cầu NATO đưa quân tới đây. Điều họ yêu cầu là được hỗ trợ nhiều hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với hãng thông tấn Ansat của Italy trong chuyến thăm tới nước này hôm ngày 8 tháng 5. Theo ông Stoltenberg, Kiev chưa yêu cầu các nước phương Tây triển khai binh lính tới Ukraine. Kể từ đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục nói rằng phương Tây không loại trừ kịch bản triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine để hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Kiev. Gần đây nhất, ông tuyên bố Pháp có thể gửi quân đến Ukraine trong trường hợp Nga phá vỡ phòng tuyến của Ukraine và Kiev đề nghị giúp đỡ. Ý tưởng của ông Macron đã vấp phải những ý kiến trái chiều, trong khi hầu hết đồng minh phương Tây phản đối việc đưa quân đến Ukraine. Một số nước, trong đó có Lithuania, Estonia, ủng hộ quan điểm của nhà lãnh đạo Pháp. Báo Financial Times của Anh dẫn nguồn thạo tin cho hay, Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonis ngày 7 tháng 5 tuyên bố, Lithuania sẵn sàng triển khai binh lính của mình trên đất Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Thủ tướng Simonis nói rằng, bà đã được Quốc hội cho phép triển khai binh sĩ ở Ukraine. Các nước như Mỹ, Đức lo ngại rằng việc triển khai quân ở Ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga và kéo theo thế chiến ngoại trưởng hungary peter zizato hồi đầu tháng đã cảnh báo rằng việc triển khai quân của nato tới vùng chiến sự cuối cùng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện những tuyên bố tương tự gần đây cũng được italy và anh đưa ra Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh rằng chừng nào Ukraine còn chưa phải là thành viên của khối, sẽ không có người lính Slovakia nào đặt chân ra ngoài biên giới Slovakia-Ukraine. Để ngăn chặn những suy đoán về chủ đề này, NATO được cho là sẽ chính thức phản đối việc gửi quân tới Ukraine bằng một tuyên bố chính sách tại Hội nghị Thượng đỉnh của khối ở Washington vào tháng 7, báo Corriere della Sera của Italy đưa tin hồi đầu tuần hầu hết các quốc gia phương tây đều gợi ý rằng thay vì thảo luận về việc triển khai quân khối này nên tập trung vào hỗ trợ quân sự và tài chính cho ukraine trong khi nato đã cung cấp hàng tỷ usd viện trợ kiev vẫn phàn nàn rằng cần nhiều hơn nữa và đổ lỗi cho tình trạng thiếu đạn dược là nguyên nhân gây ra tổn thất trên chiến trường moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng sự hiện diện của quân đội nato ở Ukraine có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và liên minh do Mỹ đứng đầu. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zararova cho biết nếu quân đội nước này xuất hiện ở khu vực xung đột, họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Bộ ngoại giao Nga cảnh báo chính quyền Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây rằng hành vi liều lĩnh của họ đang đẩy xung đột ở Ukraine đến mức tới hạn và bùng nổ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo